dầu gội Thái Dương đã tốt. Dầu gội Thái Dương Gold tốt hơn nhiều lần. Trải nghiệm dầu gội Thái Dương Gold, trải nghiệm sự hoàn hảo. Sữa tắm Tây Thì, giải pháp hiệu quả cho rôm sảy, mẩn ngứa, viêm chân lồng và mụn trứng cá trên lưng. Sữa tắm Tây Thì. Mẹ đã bảo mẹ tự về được, lại cứ phải đưa đón làm gì. Ô, chị Thoa hôm nay nghỉ hả mẹ? Chị Thoa xin ra ngoài 2 tiếng, có chút việc. Con đi họp luôn đi, không có muộn. Nửa tiếng nữa con phải đi mà. Cho con xin cốc nước cam ngon nhất thế giới của Hà Giang nào. Của các con đây. Con cảm ơn ạ, con xin ạ. Thơm ấy. Nóng con nóng con nóng. Ủa, con điên này. Bắn hết cả vào người tao rồi. Ở đây. Nhẹ cái tay thôi. Mày có vấn đề gì với cái bát mắm tôm đấy? Thậm hực suốt từ nãy đến giờ. Nó mà ụp cho vào người ấy thì có bao nhục. Đời tao nhục lắm rồi. Nhục thêm tí chả sao cả. Đen đến hết đi, tao cân hết. Ừ, vâng. Đen của mày hết. Tao sợ cái mùi mắm tôm mày lắm. Tao chỉ ăn được thôi. Thế lại làm sao? Mẹ chồng à? Tao tưởng ra ở riêng thì phải đỡ va chạm hơn chứ. Thì tao cũng muốn thế lắm chứ. Nhưng mà tao muốn hồn nhiên mà đời không cho tao bình yên. Biết làm sao được. Hôm nay văn vẻ quá nhỉ. Thế mẹ chồng mày lại làm gì vô duyên vô lý với mày à? Thì cũng có chuyện. Không hẳn là vô lý đâu. Thế là mày chỉ đổ một tí dầu thôi. Còn mẹ chồng mày lại vô tình châm tí lửa. Thế chính ra tao thấy hai mẹ con nhà mày hợp nhau phết đấy. Ờ, sao lại hợp nhau? Bây giờ nhá, mày với mẹ chồng mày đồng lòng, đồng sức tạo nên xích mích chứ còn gì nữa. Con điên này. Tao chưa thấy ai đồng lòng tạo ra xích mích bao giờ cả. Bạn đó. Đây rồi. Đấy. Đấy. Cái vị phải như này này. Con đi uống ngoài hàng toàn nước cam 100-200 nghìn. Không bao giờ được cái vị ngon như này. Cho vài hạt muối là nó ngọt vị đậm đà ngay ấy mà. Chua mặn ngọt luôn. Mẹ cũng dạy cái Hân rồi đấy. Nhưng chắc là nó bận nên cũng chả có thời gian để pha cốc nước cam cho chồng. Mẹ mang thức ăn sang nó cũng chả thèm nhận. Con để ý, chứ cứ đi suốt như thế để vợ con tự tung tự tác không ổn đâu. Mẹ không muốn nói, nhưng quả thực là cái Hân. Con có biết cái Hân nó đưa thằng Quân về nhà lúc con đi vắng không? Quân bạn con á? Mà cũng tại mấy lần tao nhậu say, thằng Quân đưa tao về, mẹ chồng tao đã không thích nổi. Bạn đã hiểu ra chưa? Bạn là người sai đó. Ơ? Sao tao lại sai? Thế mày không sai thì tao sai à? Đùa chứ. Mày động não một tí đi. Đùa thể chứ nhiều khi tao làm bạn với mày tao ngại lắm luôn ý. Không hiểu mày nghĩ gì. Chán. Anh ơi, tầm này ấy, phải ăn một miếng tinh bột vào thì cái sự u tối ở não mày nó mới bớt đi được. Nghe tao. Đói đừng có nghĩ gì cả. Nghĩ toàn là điều tiêu cực rồi. Đùa. Sao tự nhiên thấy mình cũng sai sai. Khó chịu quá. Thằng Quân mẹ lạ gì nó nữa. Nó là bạn thân vợ chồng con. Xong rồi chính nó là người mai mối hai vợ chồng chứ ai. Thì sao? Làm sao dám chắc là không có điều khuất tất xảy ra. Okay. Ờ, quan hệ giữa hai đứa mẹ thấy thân thiết quá mức cho phép. Ôi mẹ ơi, mẹ đa nghi thế nhở. Hân với Quân với con chơi nhau bao nhiêu lâu nay rồi mẹ còn lạ gì nữa. Mẹ bỏ con cái suy nghĩ ra khỏi đầu đi. Con ngu ngơ quá. Mẹ dám chắc là mối quan hệ đó không bình thường. Ôi. Ôi cái gì?
con để ý vào, không có đến lúc mọc hai cái sừng trên đầu ấy. Mẹ, mẹ cứ như thế này bảo sao? Bảo sao cái gì? Giờ con bênh vợ con, mẹ nói con không nghe nữa đấy. Đây không phải là con bênh nhưng mà khổ thế nhỉ, vào bảo uống cốc nước cam mà. Bây giờ mỗi cái chuyện mẹ với vợ con đã đủ mệt rồi, bây giờ mẹ còn lôi thằng Quân vào nữa. Con cứ làm như lỗi của mẹ ấy. Lỗi của con lỗi con ngay từ đầu, con không kiếm được con dâu ưng ý mẹ. Lo cho nó mà nó nói lẫy, nói hờn, nói mát thế đấy. Đây con biết là mẹ lo cho con, nhưng mà bây giờ mẹ cứ can thiệp sâu vào cuộc sống của vợ chồng con quá ấy. Nhiều khi nó khổ con ấy. Rồi lỗi của tôi, từ giờ tôi mặc xác anh, tôi không quan tâm đến anh chị nữa. Ê, con gái. Ôi trời ơi, hôm nay có vụ gì mà cả hai mẹ con có mặt đây thế này hả? Báo với bố đi con. Con có một chuyện muốn nói với bố. Chuyện gì? Con được học bổng rồi đấy. Con lửa yêu này, thích idol nào cũng được, nhưng mà phải tập trung việc học cho bố mẹ được nhờ, nghe chưa? Vâng ạ. Thế nên là hôm nay bố ở lại ăn cơm lâu lâu một tí bố nhá. Bố toàn ăn vội vàng vàng. Nè. Ba trái dừa mà 20.000 đấy. Đúng là con gái của bố. Xem nào, xem nào. Của vợ. Cảm ơn. Đây, của con gái. Cảm ơn. Còn đây là của bố. Nào, chúc mừng con gái của chúng ta đạt học bổng. Yeah. Ngọt lắm con ạ. Ngọt hả? Thôi, ăn. Anh ơi, hôm nay có nhiều món lắm đây này. Mình nào, ơi, ăn đi. Của mình đây. Đây. Miếng đùi dành cho con gái. Ăn thật nhiều vào, ăn đùi cho nó khỏe, cho nó thông minh, học thật giỏi, hiểu chưa? Mà bố không thích giới trẻ bây giờ đâu, cứ thích gầy. Con là phải khỏe mạnh, đẫy đà, xinh xắn, nhá. Bỏ ra ra. Người ta bảo là con gái là người tình kiếp trước của bố. Tôi sắp ra rìa rồi. Không phải là ra rìa, mà là da gà. Cánh đây. Phong công. Câu câu đây. Đấy, câu 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 đây. À. Bố mẹ xến đấy. Kệ ta. Gì mà xến. Biết cả mình. Ăn đi con gái. Anh. Ăn vã một chút. Do à, đấy. Anh xin. Alo ạ. Dạ, em ơi. Vâng, em lên ngay ạ. Vâng. Sao đây anh? Bệnh nhân rồi, bác sĩ gọi đi vệ sinh. Anh phải lên đây, nhá. Rồi ạ, trời đánh cháy bữa ăn. Thôi, anh ăn thế đủ rồi. Hai bạn con xong dọn, không mà về nhá. Em về. Ờ, anh ơi, anh. Đây, cầm quả dừa uống hết đi. À, con gái, phải đỡ đần mẹ nhớ chưa? Vâng ạ. Bước lên đây. Thân bố. Công việc của bố là thế mà con. Ra đây ăn đi, xong rồi hai mẹ con mình về. Đây này. Đấy, món con thích đây này. Xin. Wow! Sếp, sao anh cứu em? Ông này mới đá như lên thần. Sếp không cứu mày đâu. Bỏ tiếp đi. Rocket và Rocket 1 giờ khẳng định bản lĩnh phái mạnh. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Cô nào? Cái thằng này. Mày gọi cho tao, mày hỏi Quân nào? Mày bị rối loạn nhận thức đấy à? Đang điên hết cả người ấy. Mày có biết là từ nãy giờ mẹ tao với cả Hân quay tao như trong chóng. Sao? Thế lại có chuyện gì? Vụ ông ấy. Ông qua nhà tôi xong bây giờ mẹ tôi nhìn thấy.
Rồi bây giờ đang điên hết cả đầu lên, xong rồi bảo ông với cả Hân là gian gian díu díu mập mờ kìa. Cái gì? Thật á? Ta đưa cái Hân đi ký hợp đồng. Chỗ Hoàng Anh hôm nọ mình ngồi ấy, uống nhiều quá căng bằng quang, xin đi nhờ vệ sinh thôi. Thế mà cả làng biết. Đục thế. Bây giờ bỏ tay luôn, cạn lời, không biết giải thích thế nào. Thế mày gọi ta để làm gì? Xác minh đúng không? Hôm vừa đây, chiều rảnh không? Thế thì sau giờ làm qua đón tao đi. Anh em ngồi tí. Thôi được rồi, để chiều nhá. Chị ơi! Sao cô đi lâu thế? Bảo đi một tí mà đi lâu thế? Em xin chị 2 tiếng mà bây giờ có 1 tiếng 50 phút em đã về rồi còn gì? Sốt hết cả ruột. Em được biếu đống hải sản này ngon lắm. Ăn không? Em chia cho một ít. Nhà này ai ăn? Cô bảo là nhà này để ai ăn? Sao chị lại mang đống này về? Chúng nó không cần. Sao lại không cần ạ? Sao cái thằng Đức Anh nhà tôi nó lại... Cô bảo là tôi nuôi nó bằng cơm trắng cá tươi mà sao nó dại thế nhỉ? Chị ơi chị, Đức Anh nhà chị mà dại chỉ còn ai khôn nữa. Chị cứ nghĩ quá. Một nam một nữ đi đêm về hôm, hễ nói chuyện là động chân động tay, lại đưa nhau về lúc chồng đi vắng. Không hiểu kiểu gì. Chuyện gì á chị? Bây giờ không có chuyện gì, cứ cho là chưa có chuyện gì đi. Nhưng cứ như thế này phát triển thì sẽ thành thế nào? Chị ơi chị, Hân với Quân có chuyện gì mới à chị? Có chuyện gì chị kể nghe xem nào. Chị mà không kể á, em đi về đây. Ừ, sao tự dưng lại đi về? Bây giờ 6 giờ rồi còn gì nữa. Này, mẹ bảo này, con bảo với lại hàng xóm tối nay tập trung nhà mình ăn lẩu nhá. Ở gì đây? Rảnh không? Đi uống cốc cà phê nhỉ? Thôi, tao đang làm cho khách rồi, để lúc khác đi. Đâu? Khách nào? Sao đến đây làm gì? Tao biết có chuyện liên quan tới tao, nên tao phải tới tận đây để hóng đấy. Có Ly kể cho mày à? Thằng bạn thân tao. Mà mẹ chồng mày đang hiểu lầm tao như thế, mày định cạch mặt tao luôn đấy à? Mày điên à? Chả thế. Thế đứa nào vừa nói dối là đang gặp khách hàng? Tao đang chán đời lắm đấy này. Cà phê cà pháo gì. Uống không? Vào một cốc đi. Này, uống luôn đi. Lại cốc màu hồng. Có thế thôi. Bạn ra ở riêng rồi suốt ngày bị theo dõi và rình mò. Mất hết cả tự do. Để đến lúc tao không chịu đựng được nữa thì bung bét hết. Hai đứa chúng mày vẫn được chu cấp đến tận răng như thế thì đừng nghĩ tới hai từ tự do. Tự do phải đi kèm với cả tự lo nữa cơ, hiểu chưa? Mày đến đây để hóng biến hay là mày mở lớp giáo dục công dân đấy? Tao uống cà phê. Thế uống hết đi.
Cậu thấy à? Ôi, đêm này chắc bão to. Lúc nãy đưa mẹ về anh giải thích với mẹ rồi, nói đỡ cho em rồi. Yên tâm nhé, bây giờ mẹ không giận mình em đâu. Mẹ giận cả anh luôn, giận cả đôi. Mẹ có hay căng thẳng cũng là vì lo nghĩ cuộc sống của anh bấp bênh. Tự nhiên lại vớ phải cô vợ đoảng đủ thứ mà ham chơi nha em. Thì lời nào cũng đấy, anh ham chơi mà. Nhưng mà với mẹ anh ham chơi là đương nhiên, còn em thì không ổn một tí nào. Thì mẹ thế hệ trước nên suy nghĩ cũng khác. Với mẹ là phụ nữ phải chăm lo gia đình cơ. Sao tự nhiên lại nói thế? Tự dưng thấy suy nghĩ của mẹ cũng đúng. Cho nên để mẹ không phải lo nghĩ, can thiệp vào chuyện của chúng ta, thì chúng ta phải tự lo cho cuộc sống của chính mình. Tự lo chuyện bếp núc để mẹ khỏi phải lấy lý do mang đồ ăn sang để do thám chuyện của chúng ta nữa. Rồi, hiểu rồi, là thế nên hôm nay là mới bày đồ hàng ra. Được. Kiểu như là nấu ăn cho anh là niềm vui của mẹ. Thế anh muốn mẹ buồn vì chuyện này hay suy sụp vì phát hiện chúng ta ly thân? Đây là cuộc chiến chung. Đây là vào thay đồ ta phụ em. Em không chiến đấu một mình đâu. Ok. Và đừng bao giờ đi chơi mà nói dối là đi họp nữa. Ok. Đau không? Thử đi, đùa. Không phải ai được thử món hơn nấu đâu, nhanh lên. Đảm bảo ngon, làm y hướng dẫn đấy. Ui, sao? Ui, ngon đúng không? Chính là được món canh này. Thành công nhanh quá. Này, này. Ui. Tanh thế. Tôi sao tanh thế? Ngửi thì thơm, ăn tanh vãi. Em tự làm cua đấy à? Thế mà không, người ta xay xong rồi đưa em về em đổ luôn. Không lọc lại đúng không? Ui, thì còn nguyên đây này, còn nguyên gạch sạn này. Hỏng à? Còn món gì không? Xin mời. Ăn đi. Cơm cắm chuẩn luôn.
Thôi, biết rồi, không phải chê, biết rồi. Ai chê? Bảo bữa đầu tiên như thế, không sao. Ai cho thất bại lần đầu. Đúng, mai em sẽ gặp cái Ly, bảo nó hướng dẫn, kiểu gì cũng làm được. Đấy, đây để anh hiểu. Bỏ đi. Nó không ăn được, ăn được. Lại. Chơi bám mãi tình yêu lớn lên vườn cành đâm chồi.